Xin chào mọi người, nếu bạn còn chưa đăng ký kênh hãy bấm vào nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ lên kênh. Và trong video này mình chia sẻ mọi người dự án để nhận 100 cái token BLGN tương đương với 40 đô la. Và để tham gia vào dự án này mọi người bấm vào đường link dưới phần mô tả, sau đó thực hiện các nhiệm vụ chatbot. Tiếp theo bấm chọn Start để bắt đầu. Rồi sau đó chọn Join Airdrop và làm các nhiệm vụ, join vào Telegram. Chọn join, quay trở lại, follow Twitter này và retweet bài đăng. Chọn theo dõi. Rồi, ở đây thì mọi người sẽ chọn like và retweet bài đăng. Và quay trở lại bot. Rồi tiếp vào Discord. Rồi. Chấp nhận lời mời này. Ok, quay trở lại. Rồi vào kênh liên kết này. Và retweet lại bài đăng trong kênh liên kết nhé. Ở đây thì mình sẽ retweet luôn bài đăng trong kênh liên kết, bởi vì mình đã join vào kênh này rồi. Rồi mọi người sẽ tìm đến bài đăng của nó. Rồi chọn like và retweet. Quay trở lại, bấm chọn retweet. Tiếp tục xác minh hình ảnh captcha, mọi người phóng to hình ảnh lên và xác minh nhé. Rồi sau đó nhập địa chỉ email. Tiếp tục nhập địa chỉ ví. Rồi sau đó nhập profile link Twitter, copy cái này. Rồi sau đó mọi người sẽ nhập cái đường link retweet nhé, quay trở vào Twitter cho mình. Chọn tweet và trả lời. Rồi copy cái đường link này. Chọn I have joy và nhập username của Discord. Rồi chọn I have vào rồi. Tiếp tục chọn thêm một lần nữa. Chọn một lần nữa. À cái kênh này mình chưa join, mình phải join vào kênh này. Rồi quay trở lại và chọn join. Tiếp tục chọn I have vào join này. Và sau đó chọn don này. Mọi người sẽ join vào một trong ba kênh này cho mình nhé. Full này. Quay trở lại do kênh thứ hai này, full này, kênh thứ ba. Ok sau đó chọn đôn này, rồi chọn main menu và chọn my balance. Ok như vậy mình đã hướng dẫn xong mọi người tham gia dự án. Hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo.